Lại nữa, này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy thì không duyên vào sự thanh tịnh của sắc để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của thọ tưởng hành thức để hành. Vì sao thiện dũng mãnh vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắc về bản tánh mà sắc cho đến thức tưởng duyên vào đều thanh tịnh? Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy? Tức là không duyên vào sự thanh tịnh của nhãn để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý để hành. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà nhãn cho đến ý từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của sắc để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của thanh hương vị xúc phát để hành vì sao? Thiện Dũng Mãnh vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà sắc cho đến Pháp từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã và làng mặt đà. Này Thiện Dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy tức là không duyên vào sự thanh tịnh của nhãn thức để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức để hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà nhãn thức cho đến ý thức từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng Mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của danh sắc để hành. Vì sao thiện dũng Mãnh vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khác về bản tánh mà danh sắc từng duyên vào đều thanh tịnh, nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi các bồ tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của ngã để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi, trưởng thành, người ý sanh tuổi trẻ, người làm, người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, người nhận, người sai nhận, người biết, người khiến biết, người thấy, người khiến thấy để hành. Vì sao Thiện Dũng Mãi vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà ngã cho đến người thấy từng duyên vào đều thanh tịnh, nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này Thiện Dũng Mãi, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của Điên Đảo để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của Tà Kiến và các truyền cái để hành vì sao thiện dũng mãnh vì đại bồ tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà tiền đảo, tà kiến và các truyền cái từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã bà lạc mật đà này thiện dũng mãnh các bồ tát nào có thể hành như vậy tức là không duyên vào sự thanh tịnh của duyên khởi để hành vì sao thiện dũng mãnh vì đại bồ tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà duyên khởi từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh các bồ tát nào có thể hành như vậy tức là không duyên vào sự thanh tịnh của cõi dục cõi sắc cõi vô sắc để hành vì sao thiện dũng mãnh vì đại bồ tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà cõi dục cõi sắc cõi vô sắc từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi các bồ tát nào có thể hành như vậy tức là không duyên vào sự thanh tịnh của bố thí tham lam giữ giới phạm giới nhẫn nhục rất hận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn bát nhã ác tuệ để hành vì sao thiện dũng mãi vì đại bồ tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà bố thí tham lam cho đến bát nhã ác tuệ tương duyên vào đều thanh tịnh nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã Bà làm mặt đà này thiện dũng mãnh các bồ tát nào có thể hành như vậy tức là không duyên vào sự thanh tịnh của địa giới để hành cũng không duyên vào sự thanh tịnh của thủy hỏa phong không thức giới để hành vì sao thiện dũng mãnh vì đại bồ tát ấy đã biết khác về bản tánh của các pháp mà địa giới cho đến thức giới từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã bà làm mặt đà này thiện dũng mãnh các bồ tát nào có thể hành như vậy tức là không duyên vào sự thanh tịnh của quá khứ hiện tại vị lai để hành. Vì sao thiện dũng mãnh vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các Pháp mà quá khứ hiện tại vị lai từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của vô trước để hành. Vì sao thiện dũng mãi vì đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà vô trước từng rút vào đều thanh tịnh? Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãi các Bồ Tát nào có thể hành như vậy? Tức là không duyên vào sự thanh tịnh của niệm trụ để hành. Cũng không duyên vào sự thanh tịnh của tránh đoạn, thần túc, căn lực giác chi, đạo chi, vô lượng thần thông để hành, vì sao thiện dũng mãnh vì đại bồ tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà niệm trụ cho đến thần thông từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí để hành vì sao thiện dũng mãnh vì đại bồ tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà tịnh lự giải thoát đằng trì đằng trí từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba lạc mật đà này thiện dũng mãnh các bồ tát nào có thể hành như vậy tức là không duyên vào sự thanh tịnh của minh và giải thoát để hành vì sao thiện dũng mãnh vì đại bồ tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp mà minh và giải thoát từng duyên vào đều thanh tịnh nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của trí tận, trí vô sanh, trí nhất thiết để hành. Vì sao thiện dũng mãnh vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khác về bản tánh của trí tận, trí vô sanh, trí nhất thiết, duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy thì không duyên vào sự thanh tịnh của tất cả hữu tình các pháp để hành. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì Đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh của các pháp, tất cả hữu tình duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba làm mật đa Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của tất cả để hành, vì sao thiện dũng mãnh? Vì các đại Bồ Tát đã thông đạt tất cả bản tánh thanh tịnh của duyên. Nếu các Bồ Tát thông đạt tất cả bản tánh thanh tịnh của duyên là hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy, thì không thấy đây là sắc cho đến thức, đây là do sắc cho đến thức, đây là thuộc sắc cho đến thức, đây là từ sắc cho đến thức các bồ tát ấy không thấy phát của sắc vân vân như thế đối với sắc vân vân không thấy cao không thấp không xanh không diệt không hành không quán và đối với sắc vân vân duyên vào cũng không hành không quán nếu các bồ tát có thể hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đà. này thiện dũng mãnh nếu các bồ tát hành như vậy thì không thấy đây là nhãn cho đến ý đây là do nhãn cho đến ý, đây là thuộc nhãn cho đến ý, đây là từ nhãn cho đến ý. Các Bồ Tát ấy không thấy pháp của nhãn vân vân như thế. Thì đối với nhãn vân vân, thấy không cao, không thấp, không xanh, không diệt, không hành, không quán. Và đối với nhãn vân vân, duyên vào cũng không hành, không quán. Nếu các Bồ Tát hành như vậy, là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãi, nếu các Bồ Tát hành như vậy, thì không thấy đây là sắc cho đến pháp đây là do sắc cho đến pháp, đây là thuộc sắc cho đến pháp, đây là từ sắc cho đến pháp, các Bồ Tát ấy thấy pháp của sắc vân vân như thế, thì đối với sắc vân vân thấy không cao, không thấp, không sanh, không diệt, không hành, không quán, và đối với sắc vân vân duyên vào cũng không hành, không quán, nếu các Bồ Tát hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì không thấy đây là nhãn thức cho đến ý thức đây là do nhãn thức cho đến ý thức, đây là thuộc nhãn thức cho đến ý thức, đây là từ nhãn thức cho đến ý thức. Các Bồ Tát ấy không thấy pháp của nhãn thức vân vân như thế, thì đối với nhãn thức vân vân thấy không cao không thấp, không xanh không diệt, không hành không quán, và đối với nhãn thức vân vân duyên vào cũng không hành không quán. Nếu các Bồ Tát hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì không hành sắc là quá khứ vị lai hiện tại, cũng không hành thọ tưởng hành thức là quá khứ vị lai hiện tại, không hành nhãn là quá khứ vị lai hiện tại, cũng không hành nhĩ tĩ thể thất ý là quá khứ vị lai hiện tại. Không hành sắc là quá khứ vị lai hiện tại, cũng không hành thành hương vị xúc phát là quá khứ vị lai hiện tại, không hành nhãn thức là quá khứ vị lai hiện tại, cũng không hành nhĩ tĩ thể thân ý thức là quá khứ vị lai hiện tại nếu các Bồ Tát hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đà. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì không hành sắc là ngã ngã sở, cũng không hành thọ tưởng hành thức là ngã ngã sở, không hành nhãn là ngã ngã sở, cũng không hành nhi tĩ thể thân ý là ngã ngã sở, không hành sắc là ngã ngã sở, cũng không hành thanh hương vị xúc pháp là ngã ngã sở, không hành nhãn thức là ngã ngã sở, cũng không hành nhĩ tĩ thể thất ý thức là ngã ngã sở. Nếu các Bồ Tát hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy, thì không hành sắc là vui là khổ vân vân cũng không hành thọ tưởng hành thức là vui là khổ vân vân không hành nhãn là vui là khổ vân vân cũng không hành nhĩ tĩ thể thất ý là vui là khổ vân vân không hành sắc là vui là khổ vân vân cũng không hành thành hương vị xúc pháp là vui là khổ vân vân không hành nhãn thức là vui là khổ vân vân không hành nhĩ tĩ thể thân ý thức là vui là khổ vân vân nếu các bồ tát hành như vậy là hành bát nhã ba la mật đa lại nữa này thiện dũng mãi nếu các bồ tát hành như vậy thì không hành sắc là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác cũng không hành thọ tưởng hành thức là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác không hành nhãn là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác cũng không hành nhĩ tĩ thể thân ý là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác không hành sắc là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác cũng không hành thanh hương vị xúc pháp là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác không hành nhãn thức là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác cũng không hành nhĩ tĩ thể thân ý thức là thuộc ngã chứ chẳng phải gì khác nếu các bồ tát hành như vậy là hành bát nhã và là mặt đà. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy, thì không hành sắc cho đến thức không hành tập, không hành diệt, không hành sâu, không hành cạn, không hành không, không hành bất không, không hành hữu tướng, không hành vô tướng, không hành hữu nguyện, không hành vô nguyện, không hành có tạo tác, không hành không có tạo tác. Đối với nhãn cho đến ý, cũng không hành tập, không hành diệt, không hành sâu, không hành cạn, không hành không, không hành bất không, không hành hữu tướng, không hành vô tướng, không hành hữu nguyện, không hành vô nguyện, không hành có tạo tác, không hành không có tạo tác. Đối với sắc cho đến pháp cũng không hành tập, không hành diệt, không hành sâu, không hành cạn, không hành không, không hành bất không, không hành hữu tướng, không hành vô tướng, không hành hữu nguyện, không hành vô nguyện, không hành có tạo tác, không hành không có tạo tác. Đối với nhãn thức cho đến ý thức, cũng không hành tập, không hành diệt, không hành sâu, không hành cạn, không hành không, không hành bất không, không hành hữu tướng, không hành vô tướng, không hành hữu nguyện, không hành vô nguyện, không hành có tạo tác, không hành không có tạo tác. Vì sao? Này thiện dũng mãi, vì tất cả đối với các pháp ấy đều có nương chấp, động chuyển, hí luận và ái thú. Nghĩa là ta có thể hành động chuyển như vậy. Đối với điều này ta hành hí luận như vậy, do điều này mà ta hành ái thú như vậy. Dựa vào điều này mà ta hành nương chấp như vậy, trong đó Bồ Tát biết rõ tất cả nương chấp, động chuyển, khí luận, ái thú. Vì không biết các hại đây, nên họ không có chỗ nương tựa, vì không chỗ nương tựa nên hoàn toàn không có sở hành, cũng không có chứa giữ. Vì không có chứa giữ nên không bị trói buộc, cũng không lìa sự trói buộc, do đó mà không có sự phát khởi, và không theo sự phát khởi. Bồ Tát nào biết các hại về dựa vào chấp ấy là tu hành bát nhã và làm mặt đa lại nữa, này thiện dũng mãi nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với sắc cho đến thức không hành thường hay vô thường, không hành vui hay không vui, không hành ngã hay vô ngã, không hành tịnh hay bất tịnh, không hành không hay bất không, không hành như huyễn, không hành như mộng, không hành như bóng phản chiếu, không hành như tiếng vọng trong hang. Đối với nhãn cho đến ý cũng không hành thường hay vô thường, không hành vui hay không vui, không hành ngã hay vô ngã, không hành tịnh hay bất tịnh, không hành không hay bất không, không hành như huyễn, không hành như mộng, không hành như bóng phản chiếu, không hành như tiếng vọng trong vang.